Xin các bạn đã đến với Bonsai miền Tây. Mình đang có mặt tại làng hoa Sa Đéc. Ở đây mình thấy có rất là nhiều những cái chậu hoa rất là đẹp nè các bạn. Đây là những cái chậu kiểng bonsai. Mình thấy ở đây có táo nè. Độc đáo quá. Dạng như là có một cái hình bonsai táo rất là đẹp. Đó là những cái chậu nhỏ kìa các bạn, nhưng mà biệt nó có trái chưa. Vừa cặn cho các bạn xem. Wow. Táo đẹp quá. Độc đáo các bạn. Trái nhóc luôn à. Nhóc luôn các bạn. Ở trên đó thì mình thấy có mấy chậu bonsai bằng bông trang á các bạn. Cũng rất là đẹp. Có chậu bông giấy đẹp quá các bạn. Đi cẩm thạch. Ồ, này, cây này dáng đẹp quá. Wow. Hình như là dáng mình cũng không có gần đi mấy dáng lắm. Quay cho các bạn xem chơi thôi. Chữ rồi con trang tiếng khát nước. Những cái chậu nhỏ nhưng mà rất đẹp. Ở đây có táo rất là nhiều loại cây các bạn. Wow. Có nguyệt quế nha. Ôi, nguyệt rất đẹp. Bên trong này còn nhiều nữa các bạn. Nhưng mà thấy đa số là bonsai mini. Nó xanh nhỏ nhỏ không? Ê, đây là một bộ chậu bông trang. Các bạn nào có chơi bonsai mini ghé chỗ này là ok đó các bạn. Thấy nhiều loại quá nè. Trong đó có me, wow, có cái gốc gốc này đẹp quá nè các bạn. Bông giấy. Chậu bông giấy nó đẹp quá. Đây có me thì phải. Mai. Chậu bông trang rất là to. Hai bà chậu hút khí nữa. Nhãn sồi. Ôi, chậu nó đẹp quá kìa. Wow, hình như là nguyệt quế á các bạn. Chậu đó là chậu nguyệt quế, nhìn đẹp ha, gốc rất là đẹp. Hỏi chậu nguyệt quế này giờ mới cái gốc nó chậu này giờ mới lão quá.
tùng. Linh Sa Mini. Khó nhất nhưng mà mấy cái chục pháo. Trần kia có bông giấy. Bông giấy. Đây có mai anh uống. Wow, cái sứ đẹp quá. Này là giống gì anh? Đại lộc, đại lộc hả? Cái này mình bán tại nhà không hay mình có xíu không anh? Không, bán nhà. Bán nhà không anh? À. Ghét rồi ra là đại lộc quá đẹp luôn. Quá khứ đẹp. Wow, ung quá. Bonsai này nhầm đá không? Nghệ nhân mà. Nghệ nhân. Quá này rất là nhiều bạn, bonsai mini, bonsai to thì cũng có hết. Bây giờ mình sẽ đi ra bên kia cho bạn xem. Rồi, cảm ơn anh ơi. Ở đây có cái chậu này xứ quá đẹp. Ở mùi dữ lắm nhiều. Giá đây mùi lắm nhiều quá này. Chậu con trang đẹp quá. Cao lên. Mình dán mỗi thế hết. Đây còn nhiều. Đây có sứ nữa bạn. Sứ. Hồng. Kia còn rất là nhiều cây luôn. Bên kia mình thấy có cái vườn. Bên đây cũng có cái vườn mình đã đóng cửa. Vườn mùa trang đẹp quá. Đây ông trai người ta vô chậu bự bự không các bạn. À, đây là những bông trang nhỏ nè.
Đây tán tháp đi lên hồng thi vậy nè. Rồi tạm biệt các bạn nha.